Rồi, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Dating Gamer. Và hôm nay mình tiếp tục làm một video về cái con game Evil 30 Cool. Và đây là một điều rất quan trọng, hình như là xưa giờ mình cũng làm chưa đầy đủ về cái nội dung này. Đó chính là chế tạo đồ cho những anh em từ cái đời ác mộng trở xuống nhá. Tất nhiên là về đồ của thống khổ thì mình cũng đã làm clip cho anh em rồi. Anh em có thể tìm cách cách vượt qua thống khổ hoặc là thống sướng gì đó. Nói chung ngày xưa mình có làm, một số anh em đang xem lại thì cũng tìm thấy. Rồi, mình trở lại nha, trước ác mộng thì chúng ta sẽ chế những cái đồ nào và những đồ này nó sẽ lợi ích như thế nào. Rồi, mình sẽ vào trong cái khu vực cái lò rèn này để chế những cái đồ cho anh em. Trước mắt thì mình sẽ nói hết từng cái class. Class đầu tiên nó chính là class xạ thủ nhé. Nếu mà nói về xạ thủ thì những cái đồ mình nên chế đó chính là đồ ít nhất phải là đồ có màu tím trở lên nha anh em. Đồ màu tím trở lên và đồ màu tím để kiếm những nguyên liệu thì thông thường những nguyên liệu nó sẽ thiên hướng phần lớn thôi. Phần lớn những cái đồ mà màu tím thì nó sẽ bên ma giới này nè, nó bên khu vực ma giới nè, nhiều nhất là bên ma giới nhé, kể cả giáp thì nó cũng là nằm bên ma giới luôn, chưa tính đồ vàng. Đồ vàng thì mình sẽ giải thích ở đoạn sau video, và trước mắt là nó về đồ tím. Đó, này anh em có thấy là cái sừng quỷ ngạo mạn này nó cũng nằm ở bên đó, succubus cũng nằm bên đó luôn. Đấy, trước mắt là anh em chế đồ tím cho lên, và thứ hai là đồ vàng. Đồ vàng thì tí mình sẽ giải thích sau. Về đồ tím theo class, ví dụ như là berserker trước nhé. Berserker đồ tím có hai lựa chọn, một là anh em có thể chế cái kiếm lửa, mặc dù anh em có hai cây nhưng mà anh em có thể thấy là đây là mình có thêm cây này nữa nè đó, nhưng mà mình khuyên anh em nên chế cây kiếm lửa. Cây kiếm lửa mặc dù á là anh em thấy không, tốc độ đánh của nó rất là cao nhé. Cái này tốc độ đánh của cái game này càng cao thì nó đánh càng chậm, nhưng mà cái sát thương gây thêm thiệt hại này thực sự rất là mạnh, đặc biệt là trong PvP đánh nhau solo với những cái người chơi 22 rồi đó, ở góc thấp thì anh em chế cái này rất là ngon. Nên là anh em mà build đồ đấu trường mà chỉ có build đến đồ tím thì anh em build cái này là ngon hơn, nó cầm attack với lại này nọ cho anh em rất là mạnh, nên là anh em có thể dùng cây này vừa farm được và vừa đánh nhau được luôn, nên là anh em nên chế cây này trước. Còn cái cây thứ hai anh em nên chế đó chính là cây tôi luyện kiếm hủy diệt thịt này nè, tên nó dịch hơi chuối đúng không, thì cây này nó cộng sát thương quái nhân tăng và tốc độ tấn công. Thì cái cây này lại hay ở chỗ nó vẫn có thể PvP được và nó lại có thêm tốc độ đánh nữa, nhưng mà thời gian đầu á, những cái tốc độ đánh của cái con game này thực sự là nó ngon khi farm, nhưng mà đánh nhau thì nó chưa có sự chênh lệch rất nhiều, chưa chênh lệch nhiều, nên là hai cây này nó cũng xem nhau. Mà thông thường thì mình hay dùng để đi farm mà đánh nhau nên là mình dùng cái này, chứ còn đánh nhau nên chế cái này vẫn rất ok nha. Tại vì sát thương quái nhân là chính là đánh những cái con quái lớn, quái hình dạng người, mà ngoài ra thì có thể tác dụng lên người nữa. Sát thương quái nhân là đánh người đó, ok chưa? Rồi nói đồ vàng luôn nha, nói đồ vàng luôn thì đồ vàng thì ở đây nó sẽ có hai cây. Cây này anh em có thể thấy là nó có gây có 3-8% tỷ lệ gây sát thương gấp 3 sát thương tấn công, các kiểu đang nhìn rất là ngầu, nhưng thực tế thì cây này không ngon. Tại vì thực tế là khi mà anh em đánh cái này, cái tỷ lệ mà anh em x4 rất x3 rất là thấp, và sát thuốc chí mạng anh em chỉ có 7% thôi, cho dù anh em mang hết sách vàng thì cũng được 2 mấy% thôi, nó sẽ không ngon. Cây này anh em không nên chế nhá, dư chế cho vui thì được, mà anh em hãy chế cây này. Nếu vũ khí vàng anh em chế cây này, anh em hãy chế cây rìu này, tại vì tất cả các đòn tấn công đều là chí mạng, nhưng mà nó sẽ giảm cái sát thương chí mạng ở mức 180, giới hạn ở mức 180, có nghĩa là nó chí mạng nhưng mà sát thương nó sẽ không mát, nhưng bù lại nó còn có tốc độ đánh và cái tổng attack nữa, thì anh em thấy là nó ngon hơn cái cây rất là nhiều nha. Mà cái rìu đánh nó cũng ngầu hơn nữa, vừa có tốc độ vừa có attack mà lại vừa có cái sát thương chí mạng auto nữa, rất là ngon, nên anh em hãy chế cây này. Trường hợp thứ hai đó là trường hợp cung thủ. Thì đối với cung thủ thì anh em sẽ chế cây như sau. Cung thủ thì nó sẽ có hai cây, ba cây, bây giờ mình sẽ xem lại một chút nha anh em. Sát thương linh quỷ. Sát thương linh quỷ, cây này là cây gây để đi farm và sát thương linh quỷ, và attack rất là thấp ha, nhưng mà tốc độ đánh nó là 2.0, mình nghĩ là tốc độ đánh nó khá cao. Nhưng mà cây này thường anh em không nên chế, trừ khi anh em thích mà muốn trải nghiệm. Cây kế tiếp mà mình có thể nói là rất là thích và thực sự là quan trọng nhất khi mà anh em chơi vũ khí đồ tím của cung á, thì cây này. Khi tấn công có 3-10% tỷ năng thì chuyển lôi tiễn cấp 1, lôi tiễn có nghĩa là gây cái việc là đánh ra sét anh em. Mũi tên sét thì nó giúp cho anh em đánh rất là ngầu nè, mặc dù tốc độ đánh của nó bị chậm hơn nè, 2.5, cái số càng to, game này số càng to là tốc độ đánh nó càng chậm nha. Thì nhưng mà cây này lại đam rất là ngon nha, và có thêm một lực lôi tiễn nữa, giúp anh em farm lẹ hơn. Và đánh nhau thì cũng bình thường thực sự, tại vì cung thời gian đầu là chưa có mạnh đâu, nó phải nằm ngoài cái chỗ tống khổ mấy chục thì nó bắt đầu mạnh nha. Còn hiện tại nó vẫn còn lỏ lắm, nên cây này thì mình nó tốc độ đánh, với lại nó có thi triển cái lôi tiễn này giúp anh em farm rất là ngon. Rồi cái cung thứ ba, cái khung này thì nó là tránh né và xác suất chí mạng. Thì thời gian này mình cũng đâu cần tránh né làm gì đâu, xác suất chí mạng cũng đâu cần đâu, chưa cần đâu, nên là cây này thực sự không nên chế. Mà cái cung hồi nãy chế cây này nhé, chế cây
tôi liền sư tử, cái cây mà có hai đầu nè, đấy rất là ngon. Về cái cung vàng thì nó sẽ có hai cây. Cái này tốc độ đánh chí mạng mà attack lên đến 30% đối với một cây cung vàng khá gắt. Và cây này thì nó lại là kép tất cả các đòn tấn công, tính là tấn công kép, và nó còn có cả cả hai cái lần công attack nữa. Nên em thử so sánh hai cái lên coi, một cái là tăng attack và tốc độ tấn công tăng, mà một cái thì nó là tấn công kép. Đấy, hai lần đánh 4.800. Về sát thương đi, cái cây này hai cây nữa xem quá, mình sẽ so về sát thương và tốc độ nhé. Cây này 4.800 này, attack và 1.500, 1.50 này, thì cây này 6.800 và 2.10. Thì cây này chậm hơn nhưng mà sát thương nó nhiều đến cái mức độ mà nó bù lại một tốc độ tấn công. Thì đáng lý là mình sẽ khuyên khích anh em chơi cây kia, nhưng mà thấy cây này bây giờ hiện tại mạnh hơn, chế cây này nha anh em, chế cây này nha, cây này cũng được nếu anh em thích đẹp. Đấy, rồi đến cái đường kế tiếp thì nói về cái nói về gì ta, đầu tiên thì nói về cái phép nhá, nói phép nhá. Phép thì mình sẽ có hai cây ba cây, nhưng mà mình để xem lại anh em, lâu ngày em xem cây này thì nó có sát thương sát sống. Sát thương sát sống thì khi mà anh em farm ấy thì anh em phải farm ở cái map thứ hai, thứ hai này, cái map thứ hai thì mình nhớ không nhầm là cái map này nó sẽ có sát sống rất là nhiều nè. Cái map 3 thì nó cũng ít sát sống lắm, nên là nếu mà anh em xác định là chỉ farm map 2 thôi ấy, thì nó không ngon cho lắm. Cây này thì mình khá là chê, khá chê nha, khá chê nha. Nhưng mà thực tế là mình hay dùng cây này tại sát thương nó cũng hay cao, rồi vậy mình nhớ không nhầm nó hơi cao ấy. Cây này thì là tăng cái giáp băng, nó giúp cho anh em khỏe hơn, nó là trâu bò hơn không cần. Và mình hay chế nhất nó chính là cây này, tại vì cây này cái sát thương nó ít nhưng mà tốc độ đánh nó cao nè, tốc độ đánh nó rất là cao. Ngoài ra thì nó có thằng cuồng nộ cấp 1 nữa, thì nó giúp cho anh em cuồng nộ nữa, nó giúp cho anh em farm rất là nhanh, và mình chỉ cần farm nhanh thôi đúng không. Đấy thì cái này thì mình sẽ khuyên anh em một trong hai cây. Cây này thì nhìn lõ vậy thôi chứ, nhưng mà mình hay dùng, mình không biết tại sao nữa, nhưng mà theo đọc thông số thì mình lại thấy dùng cây này ngon hơn, lợi tốc độ đánh nhé. Tại vì cái con này nó chưa có đánh nhau nhiều đâu nên là nó lại lợi tốc độ đánh. Nhưng mà nếu như anh em build đi đấu trường 22 thì anh em dùng cây này nhé. Cây này nó tạo cho cái giáp băng tăng thêm nè. Đấy, nên nó giúp cho anh em khỏe hơn. Về cái vũ khí vàng của pháp sư á, thì cây đầu tiên là nó sẽ nguyền rủa. Cây này rất là phế anh em nhé. Nguyền rủa là giảm sát thương xung quanh, rất là phế, mà mình đang cần sát thương mà. Với lại ở dưới 5 năm thì mình cũng chưa cần, 22 cũng chưa cần đâu. Pháp sư cái thời gian này cũng lỏ, chưa cần thiết lắm. Về lên sau mình cũng chả cần. Nên anh em muốn chế thì anh em chế cây này. Cây này nó sẽ có, nếu như anh em chế được cái cây hai lượt phóng lôi tiễn thì anh em sẽ ngon hơn, được không? Anh em sẽ được lợi rất là nhiều, sát thương lôi tiễn. Mà trong khi là pháp sư là nó chủ dùng chiêu ở cấp thấp là lôi tiễn là chính, và nó cộng sát thương lôi tiễn, có nghĩa là nó giật cái điện xuống thì nó sẽ mạnh hơn rất nhiều. Nên anh em dùng cây này, dùng cây này nha, dùng cái này nha anh em. Cái này ngon nhất của pháp sư ở ở dưới ác mộng nha anh em. Đấy, phải chế cái này nha, nhớ. Đặc biệt nếu mà chế ra cây hai nữa, hai lượt phóng lôi tiện nữa thì ngon hơn. Rồi kết thúc mình sẽ nói đến Paladin. Thì Paladin anh em sẽ build đồ như sau. Paladin trước mắt nếu như mình nói về cây vũ khí ngon nhất thì anh em nên chế cây cây này là choáng vô dụng, cây này là tạo những khống chế thôi, vô dụng nha, vô dụng ở thời gian này nha anh em, vô dụng. Cây này thì rất là ngon, cây này là rất là ngon cho vấn đề đánh PvP, tại vì nó tăng cái thời gian lá chắn. Là nếu anh em build đánh pháp sư, ví dụ như anh em build đánh Berserker đi chung với lại Paladin phiên bản 22 ấy, thì anh em cho Paladin cầm cây này lên full tăng, sau đó thì anh em cho nó mang cây này, nó sẽ được lá chắn và giúp cho nó khỏe hơn, sống dài lắm anh em. Có nhiều ông chơi lên cấp cao họ vẫn dùng cây này, tại vì cũng cái con Paladin nó không cần tăng đâu anh em, cầm cây này vẫn mạnh nhá, có thể cầm đến cuối đời luôn cũng được á, thiệt thật sự luôn. Đấy, cái này rất là ok trong việc tăng cơ nhá, nhưng mà đi farm như hạt á, đi farm thì anh em dùng cái này. Đi farm cái này nó có cuồng nộ này, nó có cuồng nộ này, tăng tốc đánh là giúp anh em đánh mạnh hơn này. Đấy, về đồ vàng thì sẽ có hai cây. Cây này thì nó là lá chắn không ngon nhá, cây này không được chế anh em nhé, đừng chế cây này, rất là cùi. Hãy chế cây này, cây này nè, đòn đánh tấn công liên tiếp khi sử dụng ánh sáng thần. Đấy, đòn thứ hai cây một nửa sát thương đấy, vừa tốc độ đánh vừa sát thương vừa này nọ. Và khi anh em build con này cho ba đinh, anh em có thể cân được thống khổ 1 2 3 luôn, thật sự luôn. Mình đã từng làm một clip rồi, không tin thì kiếm cái clip đó cho mình nha. Rồi thì đó là những cái vũ khí anh em có thể chế khi mà anh em ở dưới ác mộng cho xuống nha. Và những thông tin này là anh em có thể nghe theo hoặc không, nhưng mà mình đã từng trải nghiệm mà mình đã dùng nó để cày rất là nhanh rồi, nên anh em tin, anh em nghe mình thì anh em sẽ farm tốt hơn. Còn nếu không nghe, anh em tạo những lối chơi, tạo meta mới thì cũng là một cái hay, không sao cả, không vấn đề gì cả, mình cũng chả mất gì. Rồi, bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em trong các video sau nha.